Cái đầu tiên là em cũng sinh ra ở Bắc Ninh thôi, không phải ở Hà Nội, nhưng mà dành phần lớn cái thời gian ở Hà Nội tầm đâu đấy khoảng 20 năm. Nhưng mà thực sự thì em đã làm việc với cũng khá khá nhiều nước người nước ngoài rồi, và tiếng Anh thì em có. Nhưng mà có một rất nhiều trường hợp là khi mà cái đối tác hoặc là đồng nghiệp của em hỏi em cái gì về Hà Nội, em cũng không thể nói được cái gì cả, không biết nói cái gì cả. Chỉ công việc thì nói giấy tờ thủ tục thì ok, nhưng khi khách hỏi về cái văn hóa hay là về cái địa điểm, có một lần là khách chỉ vào cái đền Bà Kiệu và hỏi em đây là cái gì thì em cũng chả biết nói cái gì cả. Thì đấy là một cái lý do để em đăng ký du học này. Và một cái nữa là mình học được cái gì mới thì em đều ham học hết. Thì đấy là cái lý do em đăng ký du học và cái điều mà em học được là kiến thức về lịch sử.